tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, thực phẩm không an toàn, những rủi ro tiềm ẩn do chính con người tạo ra, những thông tin cảnh báo thiết thực. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình cảnh báo an toàn sống, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn và hơn thế nữa. Sẽ có trong chương trình cảnh báo an toàn sống được phát sóng vào lúc 16 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV Cap 20 V Family. Mời quý khán giả cùng đón xem.